Bạn nào mà cần dịch vụ xCloud có thể chơi game Firewalk PC ở trên mobile hoặc là laptop yếu, hỗ trợ cả Android, iOS thì các bạn hãy liên hệ vào Zalo của mình nhé. Giá chỉ từ hơn 100k một tháng thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Xbox Cloud Việt Nam. Thì hôm nay Đoàn sẽ chơi game Firework, một game rất là hot thời gian hiện tại, ngay trên mobile nha. Đó, hiện tại thì mình đang sử dụng Android Lenovo. Đó. Cho bạn nào chưa biết thì mình đang sử dụng một cái dịch vụ, đó chính là Xbox Cloud Gaming. Đó. Thì bạn nào mà muốn chơi các tựa game PC ở trên mobile thì có thể tìm hiểu vào Xbox Cloud Gaming. Đó. Có thể chơi ở trên mobile, chơi trên iPhone, trên laptop, iPad đều được. Đó. Sẽ hỗ trợ rất là nhiều game, hơn 300 game. Trong đó có cả game Power đây. Đó, có cả FIFA 23 nhé. Đó. Thì và vấn đề chính thì trong video này thì Đoàn sẽ chơi Firework ở trên mobile. Đó. Ok, thì hiện tại thì mình đang có mặt ở trong menu game. Đó, ở thì trong bản Firework ở trên mobile Xbox Cloud Gaming ấy, thì các bạn có thể chơi online hoặc là offline đều bình thường nhé. Đó. Nó giống y như bản PC thôi. Đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào chơi mới game. Đó, mình sẽ tạo nhân vật mới này. Đây là tạo một cái thế giới mới, mình sẽ đặt tên là Xbox Cloud Việt Nam, tên của kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình thì chuyên làm về nội dung chơi game PC khủng ở trên điện thoại. Đó, nếu mà bạn nào mà quan tâm đến cái vấn đề này thì các bạn hãy đăng ký kênh nhé. Ok, tiếp tục này. Ở đây thì có tùy chọn là chơi online hay là offline này. Mình sẽ chọn là chơi online đi. Online là các bạn có thể mời các bạn bè của các bạn vào. Ở đây có chọn độ khó này, mình sẽ chọn là dễ đi. Tiếp theo là tùy chỉnh. Ngày tốc độ đêm này. Kinh nghiệm rate này. Tay này là các con Pokemon đấy các bạn. Game Firework này thì là game về Pokemon. Nó kiểu sinh tồn thế giới mở rất là hay. Vừa phát hành ra thì được anh em game thủ rất là đón nhận. Hiện tại thì ngay ngày đầu mở bán thì đã được bán được rất là nhiều bản game. Trung bình ước tính Steam ước tính ấy, thì game này đạt khoảng hơn 1 triệu người chơi trong một ngày nhé. Đó. Rất là khủng khiếp. Đó. Bây giờ đến phần tạo nhân vật này. Thì bây giờ mình sẽ tạo một nhân vật nam đi. Mình là con trai nên mình sẽ tạo nhân vật nam. Đây. Ok. Đó. Đây là body này. Body có body nữ với cả body nam này. Còn đây là độ béo, độ gầy này. Đó, mình sẽ tạo một anh giai cao to đen hỗn, cao to lực lưỡng nha. Ok. Tiếp theo đến khuôn mặt này. Mình sẽ chọn mặt này. Khá là ok. Đến phần 2 này là tóc này. Các bạn có thể tùy chỉnh tóc. Đây, mình sẽ chọn tóc đẹp đẹp con trai. Đó. Đến cái phần voice này là chính là giọng nói của nhân vật nhé. Có giọng nói con trai con gái. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ start game, bắt đầu một cuộc hành trình săn Pokemon nha các bạn.
Đây, vừa mở mắt ra thì thấy rất là nhiều em Pokemon đây. Rất là nhiều em Pokemon rất là cute. Rất là đáng yêu cute. Đó. Đó, có một cái bạn gì đây. Đó, sách hướng dẫn này. Ok. Đây, vào game rồi. Đó, đã vào game rồi. Ồ. Đồ họa game này rất là đẹp nha mọi người. Wow. Đồ họa game rất là đẹp. Nó rất là hoạt hình. Đó, thế giới mở này. Đó, đi xuống đây xem có gì không. Unlock Fast Travel. Cái Fast Travel này là cái điểm các bạn có thể chuyển đến nhanh chóng. Đó, kiểu như các bạn mở mở map lên ấy. Ở đây nó có hướng dẫn này. Thu thổ này. Ở đây là menu xem có gì không. Đây là kho đồ này, party này. Technology. Đây là mở khóa các công nghệ. Đó. Đây là bàn sửa chữa này. Chưa mở được. Đây là các cái công nghệ mà theo cấp tuổi nha. Đây là level đó, nếu mà các bạn mở chơi đến level nào ấy thì được sẽ được mở khóa. Các bạn sẽ vào đây được mở khóa các cái level đó, nó tương tự như vậy. Còn đây là cuốn sổ Pokemon. Ở đây các bạn có thể xem các cái Pokemon mà bạn đã khám phá được. Ở đây là clan này. Mình cũng chưa tìm hiểu về cái clan này. Ở trong cài đặt này. Cài đặt thì có graphic, các bạn có thể ghi chọn graphic này. Cái này là cái gì đây? Game setting xem nào. Ở đây các bạn có thể tùy chỉnh cái độ nhạy của cái phím analog phải này. Đó, bạn nào mà muốn nó độ nhạy nó tăng thì các bạn cứ tăng nhé. Đây là mình muốn bình thường, mình điện một thôi. Có chế độ rung này, rất là nhiều tùy chỉnh. Ok. Ở đây có một người nào đó này, mình sẽ đến lại nói chuyện với người này. Ô, người này có súng đấy các bạn. Ồ, nói gì đây? Đây, có hướng dẫn là để mở menu xây dựng thì các bạn chọn phím debug lên này. Đó, các bạn chọn như đây. Đó, chúng ta có thể làm một cái bàn làm việc. Đó, chúng ta sẽ đặt, mình sẽ đặt dưới này nhé. Dưới này nhìn rất là thoáng. Đây là ở ngoài game này, các bạn nhìn này. Game đồ họa rất là đẹp. Đó, xây dựng kiểu này thì giống với cả Minecraft, với cả ARK, Survival. Đó, bạn nào mà chơi hay game này thì sẽ biết. Đó, chúng ta chọn X để chọn này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ làm này cái này. Đó, chọn X này. Thì nếu mà các bạn chơi ở trên Xbox Cloud này thì nó sẽ không cần các bạn tải game về đâu nhé, mà các bạn sẽ chơi trực tiếp bằng cái wifi của các bạn. Đó, nếu mà cái wifi của các bạn để gần cái điện thoại, thiết bị của bạn sử dụng để gần wifi thì ping nó sẽ tốt, thì chơi nó sẽ mượt nhé. Còn nếu mà điện thoại của các bạn mà để xa wifi thì ping nó sẽ kém hơn, là chơi nó sẽ bị lag nhé. Các bạn lưu ý vài điều đấy. Ở đây chúng ta mở cái làm việc này này. Chúng ta có cái gì đây? Các cái đồ để chúng ta là cái rìu này, rìu sắt,
Có đuốc lửa này. Bây giờ chúng ta phải đi kiếm kiếm gỗ và đá nha. Này stone với cả wood này. Gỗ và đá. Để chúng ta sẽ làm một cái rìu. Đó, vì là game sinh tồn mà. Đó. Đây, wood ở đây thì các bạn có thể nhặt này. Đây. Có nhiều cái mảnh nó sẽ rơi xuống đường như này, các bạn nó đi nhặt. Ở đây là cái cây peri. Cái này là quả peri chứ. Quả táo. Các bạn có thể ăn được. Ở đây có những con Pokemon ở trong game này. Các cái con Pokemon này nhìn tạo hình rất là cute, không may que. Đó. Nhìn rất là đáng yêu này. Này. Ồ. Oh my god, nó còn tấn công lại mình các bạn ạ. Chạy 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 chạy. Wow. Ô, nó vẫn tấn công mình tiếp kìa. Ua. Bọn này hăng thế mình sẽ đánh bọn này nha. Đánh luôn. Mình là con người mà. Sao lại phải sợ cái bọn cừu lông này. Nhìn rất là cute nhưng mà mình phải diệt trừ cái bọn này. Vì chúng đuổi mình. Đó. Mình vừa lên cấp 3 rồi mọi người ạ. Mình vừa tăng lên level 3 rồi. Khi các bạn tăng level thì các bạn có thể vào phần công nghệ này này. Technology này, các bạn mở khóa các cái trang bị để chúng ta có thể làm nhé. Đây có cung này, mình rất là thích cái cung này. Mình sẽ mở khóa cái cung này nhé. Đấy. Phải mở khóa cả tên nữa. Ở đây có cái giường này. Có cái công cụ sửa chữa này. Đây cũng là bàn bàn sửa chữa này. Đây là đống lửa để chúng ta sưởi này. Đây là hộp Pokemon. Ồ. Rất là nhiều cái hay nha. Và chúng ta bui cái tạo cái mới thì chúng ta lại nhấn cái nút B bát lên này này. Đó. Mình sẽ tạo mới cái nào đây? À. Chúng ta xem còn cái gì ở trong này không? Mình sẽ mở khóa cái đây là cái bàn sửa chữa, chúng ta có thể sửa chữa các cái đồ vật để cho nó mới. Lửa lửa trại, đây là viên ngọc và viên ngọc Pokemon nha, đúng không nhỉ? Có phải không nhỉ? Đây chúng ta có thể, vì nãy là mình vừa mở khóa cái cung với cái tên rồi, thì bây giờ chúng ta có thể chế tạo hai cái này. Nhưng mà chúng ta cần kiếm gỗ này, đá này, với cả cái dây nhé. À. Chúng ta cần rất là nhiều nguyên liệu. Mình sẽ chế tạo một cái cung trước nhé. Đó, cung để có thể bắn có thể tấn công Pokemon, hoặc là mình sẽ làm một cái rìu sắt trước để chúng ta có thể đốn củi hoặc là khai thác cái đá nó nhanh hơn. Chứ mình thấy làm một tay này lâu quá, cũng giống như là ở trên ARK ấy. Đó. Xem nó có cái gì không? Đây 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 đây. Xem cần cái gì nữa này, cần đá, cần ba cái đá nữa. Đó. Tay không đấm đá các bạn ạ, tay không đấm đá rất là mệt luôn. Các bạn có thể nhặt những cái viên đá này cũng được này,
Đó, nhặt những cái gỗ này nó sẽ rơi ra nhé. Đây, chúng ta có thể chế tạo được. Đây là viên đá Pokemon này. Nhìn nó hay phết. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái rìu sắt nhé. Stone Axe. Chọn vào đây. Vậy chúng ta sẽ chế tạo này. Đó, nó giống như thật thì các bạn nhỉ. Đó. Chọn lấy này. Đó, bây giờ chúng ta đã có một cái rìu. Đó. Đổi vũ khí thì các bạn chọn Y nhé. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy cái rìu này đấm đá, đập đá, khai thác đá này. Mình thấy cái rìu này mình thấy đá rất là cần thiết. Cái này mình vừa lụm được một cái đá viên cái Pokemon này. Thì mình sẽ vào đây một lấy một cái này. Cái này không biết có phải để bắt Pokemon không nhỉ? Vì game này sẽ bắt đủ Pokemon đấy các bạn. RP đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Phải không nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi, đúng 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 rồi, đúng rồi. Mình vừa ném mất luôn rồi. Ở trên rồi. Có cái viên đá Pokemon đâu rồi? Hình như là mình vứt gây như vậy. Ném rồi là không 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 được không được lấy lại các bạn. Cái đấy là cái gì nhỉ? Ở đây mình thấy một viên nữa này. Đó. Ở đây là các cái cây táo, mình vào đây xem này. Vào kho đồ xem này. Đây các cái cây táo các bạn có sử sử dụng này. Đó. Nhưng mình đây đang đầy máu nên mình sẽ không sử dụng. Cái viên ngọc Pokemon để làm gì nhỉ? Nãy nó hiện hướng dẫn nhưng mình không không, không xem hướng dẫn thì mình vào xem hướng dẫn rồi. Ở đây thì các bạn có thể xem hướng dẫn. Đây. Đâu rồi? Đây đây đây. Guide để sinh tồn này. Nó ở chỗ nào nhỉ? Không phải, không phải. Bye bye đây đây. Đâu nhỉ? Đây 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 có pai đá này. À không phải. Thôi được rồi, mình sẽ chế tạo một cái nữa vậy. Thế cái này là viên đá Pokemon. Con gì nó kêu? À, có các chú gà đấy các bạn ạ. Gà này. Rất là cute đáng yêu luôn. Ồ. Đánh con gà mình sẽ được trứng này. Với cả thịt gà. Đó. Bây giờ mình sẽ chế tạo một cái cung nha mọi người. Cung thì cần đá này, cần gỗ này. Ok, mình sẽ đi chặt cây và khai thác đá nha. Đâu nhỉ? Đây 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 đây. À không phải, cái này không phải. Cái này không phải đá. Đây chúng ta có thể chặt cây này. Chúng ta sẽ được gỗ và cái dây fiber này là cái dây chế tạo. Nó game này nó giống như là ARK Survival.
có tạo hình nhân vật Peter rất đáng yêu. Các bạn sau các bạn có thể chế tạo súng nha. Mình xem trailer game này rất là hay. Đó, trailer game này rất là hay luôn. Đây có đá không nhỉ? À đây đúng rồi, đây. Đá đây rồi. Đây rồi, đây nó có thanh trạng thái sức khỏe của mình này. Nó giống như là ở bên game Zelda của Nintendo Switch. Đấy, nó có trạng thái sức khỏe ở bên cạnh. Ô, mình lại vừa đào được một cái đá của Pokemon nữa. Sao không đi được cái này? Mình có nhiều đá quá rồi. Nên là mình không lấy được nữa. Bây giờ mình sẽ tạo một cái Pokemon hộp này đi. Hộp Pokemon sao không đi được? Hình như mình nặng quá mình không đi được các bạn ạ. Mình phải bỏ một thứ ra phải. Có phải không? Mình sẽ xóa bỏ nhỉ. Cái này cũng không cần thiết lắm. Đi được chưa? Sao không di chuyển được nhỉ? Ở đây nó đang báo có một cái lỗi, đó là rất là nhiều vật phẩm. Để mình sẽ xem cái lỗi này là cái gì. Đúng rồi, mình đang bị mang quá nhiều đồ nên là không thể vào chơi được. Không thể di chuyển được nên là mình sẽ cất bớt đi nhé. Mình sẽ bỏ cái trứng gà đi. Mình nghĩ là trứng gà không cần thiết đâu. Được chưa? Vẫn chưa được. Đây các bạn có thể xem góc góc bên 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 trái màn hình này. Nó đang báo là quá nhiều đồ không thể di chuyển được. Đây, có rất là nhiều kg này. Rất là nhiều gỗ. Quá nhiều đồ. Thả xuống à. Ừ, đây 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 mình vừa thả thả cái viên đá này xuống. Thì mình đã làm được rồi, đã di chuyển được rồi. Đó, bây giờ mình sẽ thiết làm vào cái bàn làm việc là mình sẽ tạo một cái đồ gì đấy để cho nó bớt nặng đi. Cho nó bớt nặng đi. Đó, chúng ta sẽ tạo một cái thanh gỗ. Ok. Có thanh gỗ rồi. Bây giờ lấy đá đây này. Có cái trọng tải đây này. Nặng quá sẽ không đi được nữa. Chúng ta có thể tấn công Pokemon. Đó, các bạn thấy không? Cái quả bầu cầu Pokemon là để tấn công Pokemon. Mình tự ném nhé. Mình cứ nghĩ là nó sẽ bị thu phục như là cái quả cầu Pokemon ở trong ở game phim Pokemon ấy. Chắc là cái quả cầu này là quả cầu khác rồi các bạn ạ, không phải quả cầu ý. Ôi, cái con này nó tấn công mình. Mày này. Ok,
Ok chưa? Bây giờ mình sẽ tạo một cái nỏ nhé. Cố gắng tạo cái nỏ này. Không được này. Vì thiếu sắt này. Mình sẽ bỏ bớt cái gỗ được không nhỉ? Sao mà cảm giác này? Bây giờ à, chúng ta có thể tăng cái chỉ số máu này. Đó. Ok. Còn cái gỗ này thì bây giờ mình sẽ bỏ một số cái vật phẩm không cần thiết về đây. Không cần xóa đâu các bạn. Các bạn chỉ cần đít cạc. Đít cạc là nó sẽ rơi xuống đất ấy. Đó. Nó sẽ rơi xuống đất. Chúng ta có thể nhặt lại được nhé. Thoải mái đi. Bỏ cả miếng thịt này đi. Nhưng vẫn nghe vẻ vẫn nặng nhỉ. Nghe vẻ vẫn rất là nặng. Tại vì cái gỗ kia, cái gỗ kia nó rất là nặng. Này, bớt được rất là nhiều nặng rồi. Bỏ nốt cái ở đâu, cái phi bê này phải để này. Ồ, bây giờ trời đã gần tối rồi. Mình sẽ tạo nhanh đi. Đây đây đồ 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 được rồi. Ô, bây giờ trời tối rồi các bạn ạ. Bây giờ trời tối thì mình phải làm lều và sẽ đốt lửa lên nhé. Đó, thời gian không còn nhiều nữa. Đây này, bây giờ là mình vác quá nặng nên là nó đang đi rất là chậm luôn. Đó. Wow mày con đi không đi được luôn này. Mình sẽ làm một cái cung nhé. Kệ cho con gà đánh các bạn ạ. Làm chế tạo này. Mình còn nhiều việc phải làm lắm. Mình phải xây nhà và cái chỗ để lửa cơ. Mình có rất là nhiều việc. Đấy, thức ăn của mình gần hết rồi. Đây này. Các bạn có thể thấy góc trái ở bên dưới màn hình này. Nó đang dần cạn cái chỗ thức ăn rồi. Chúng ta phải bổ sung thức ăn cho cái thằng nhân vật chính này. Đó. Đây chúng ta có cung rồi. Oh my god. À bây giờ mình đang bị đói các bạn ạ. Đăng báo ở dưới là hungry là đói. Ô, mình phải ăn thôi các bạn. Đó, chúng ta phải ăn mà nó tăng cái chỉ số sức mạnh. Bây giờ chúng ta đang bị lạnh các bạn ạ. Đây này nó báo ở giữa này, nó báo cool, cool là có nghĩa là lạnh. Thì bây giờ mình sẽ tiêu diệt cái con này trước, xong rồi chúng ta sẽ đốt lửa nhé. Được rồi. Cái lửa này. Muốn đốt lửa chúng ta sẽ sang đây. Đây 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 đốt lửa đốt lửa đốt lửa. Nó đang bị lạnh. Đốt lửa cho thằng này nó sưởi ấm. Mình chơi game này một xíu mà mình thấy game này rất là hay đấy. Đó, các bạn thấy không? Đốt lửa cái là hết bệnh ngay. Ồ, chúng ta còn nướng thịt ở trên này được các bạn ạ. Rất là hay nha. Bây giờ mình viết. Có trứng rán này. Có xiên nướng. Ôi dồi ôi.
Xiên gà nướng, úi rồi như hai nhà hàng thế này. Bây giờ mình sẽ thu thập lại cái đống đồ ăn mình đã vứt nhé, để mình xem còn cái gì không. Đây mình đã lên cấp 4 rồi, đây có áo choàng này. Feedback, hộp hoa quả. À, nhìn cái này rất là hoành tráng nha. Nhìn nó kiểu mạnh mẽ, mình sẽ làm cái này. Đây. Ok luôn. Đây là một cái giáo nha mọi người. Lấy. Đó, chúng ta đã được một cái giáo. Giáo rất là dài luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ làm cái tên, tại vì nãy mình bắn mà hết tên rồi. Mình sẽ làm mắc luôn. Vì chúng ta cần rất là nhiều cung tên. Hiện tại thì mình chưa xây được nhà. Có lẽ là ngày ngày thứ hai thì mình sẽ làm nhà. Đó. Bây giờ chúng ta chế tạo vũ khí và cái đồ vật dụng cần thiết trước. Đó, xong chúng ta có thể chế tạo súng nha, nhưng mà phải đủ clever cơ. Chế tạo súng bắn nhau với cả Pokemon này. Ui dồi ôi. Mình xem cái trailer game của game này mà rất là hay các bạn ạ. Lấy súng bắn nhau với các Pokemon các thứ luôn. Nhìn rất là hay. Ok. Xem còn cái gì không? Đây chúng ta có cả cái giường này. Cái giường này sẽ giúp chúng ta khôi phục máu đi ngủ buổi tối này. Rất là nhiều vật dụng luôn. Đây là ngày thứ nhất của anh đoàn. Chúng ta phải đứng đứng cạnh đống lửa thì nó mới ấm được. Cái nọ này. Cái giáo. Bây giờ cũng tối rồi thì mình sẽ, nhưng bây giờ thiếu rất là nhiều cái vật dụng như là gỗ với cả đá nhé. Nhưng mà bây giờ đi ra ngoài là nó sẽ bị lạnh, nên là mình sẽ quyết định là làm một cái giường đi. Từ từ chúng ta làm cái pipe box được không? Thiếu đá này. Đây, ra đây kiếm một ít đá xong rồi làm cái pipe box, xong rồi chúng ta sẽ đi ngủ. Xong rồi sẽ kết thúc cái phần 1 series chơi game Firework ở trên điện thoại nhé. Đó. Thì anh em nào mà thích cái series chơi game Firefox này ở trên điện thoại thì anh em hãy comment xuống phía dưới và đăng ký kênh của mình. Đó, thì video sau thì đoàn sẽ làm tiếp về cái nội dung chơi game Pokemon Firefox ở trên mobile nhé. Ok. Đó, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ làm cái hộp Pokemon. Đấy, Pipok. Ok.
Đây là hộp Pokemon. Đó. Ở đây có cả nhiệm vụ các bạn ạ. Level này. Manager. Chưa thấy có data gì cả. Fast travel. À, chúng ta có thể đến những cái điểm địa điểm khác, có rất là nhiều địa điểm ở đây. Đây là map. Trời sáng rồi các bạn ạ. Trời sáng. Chúng ta cần làm cái gì nữa không? Đây, xem chỉ số ở trong menu ấy thì thấy cái dìu của cái thằng này nó đang bị hỏng, gần hỏng rồi. Thì mình sẽ mua cái bàn sửa chữa nhé. Làm chế tạo cái bàn sửa chữa để chúng ta làm cái bàn sửa lại cái dìu này. Đúng. Đây. Ồ nhưng mà đang thiếu gỗ với cả thiếu đá rồi. Mình sẽ đi kiếm thêm gỗ với cả đá nhé. Cái này đi. Bây giờ sẽ kiếm thêm gỗ này. Gỗ thì các bạn cứ chặt cây hoặc là nhặt những cái mảnh gỗ ở dưới đất là cũng được. Ok. Thế đủ rồi nhỉ. Đó, đã đủ rồi nha. Mình sẽ làm cái bàn sửa chữa. Đó. Bây giờ mình sẽ sửa lại cái rìu sắt của mình. Ồ, nhưng mà cần tiếp đó là đá và gỗ nha. Hai cái thứ đá và gỗ này thì mình thấy lúc nào cũng cần, nên là mình sẽ lấy rất là nhiều. Đó, vậy là cái dìu của mình đã trở thành như mới. Đó. Thì bây giờ mình sẽ video hôm nay thì cũng gần 40 phút rồi. Thì đây là tập 1 của series chơi game Pokemon Firework ở trên điện thoại. Thì nếu mà anh em nào mà ủng hộ cái series này thì video sau thì mình tiếp tục làm nhé. Đó. Anh em nào cần mua gói Xbox Cloud Gaming để chơi game Firework này hay là những game PC như là FIFA ở trên điện thoại thì anh em hãy liên hệ vào Zalo mình để dưới phần mô tả nhé. Ok. Mình sẽ kết thúc video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Lưu game ở đâu nhỉ? À, nó cái này nó tự động lưu các bạn ạ. Nó mình thấy vừa nó save game. Đây mình sẽ trở về màn hình chính và mình sẽ vào lại xem nó có tiếp tục không nhé. Xbox là Việt Nam. Ok. Vào lại thì nó vẫn tiếp tục game nên là cái này nó tự động mà lưu nha các bạn.
Ok, chào mọi người, mình sẽ kết thúc video ở đây. Nếu mà các bạn thấy hay thì đăng ký kênh và nhấn like nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn nào mà cần dịch vụ xCloud có thể chơi game Pywork PC ở trên mobile hoặc là laptop yếu, hỗ trợ cả Android, iOS thì các bạn hãy liên hệ vào Zalo của mình nhé. Giá chỉ từ hơn 100k một tháng thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.